Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Tiêu điểm và đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VnDirect, được thực hiện bởi Trung tâm Tư vấn và Đầu tư. Hôm nay chúng tôi muốn mang đến câu chuyện về ngành dệt may, vốn là một ngành đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường. Như quý vị đã biết thì trong năm 2020 dịch Covid-19 xảy ra và ảnh hưởng rất nặng nề đến những các mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu. Ngành dệt may là một chuỗi ngành bị ảnh hưởng. Cụ thể theo báo cáo của McKinsey thì lợi nhuận ngành đã giảm đến 93% và hàng loạt thương hiệu lớn trên thế giới phá sản. Một số thương hiệu có sự hiện diện ở Việt Nam như Topshop hay là Brooks Brothers. Cùng với đó, hơn 200.000 người đã mất việc trong ngành thời trang ở Mỹ, cho thấy mức độ ảnh hưởng rất nặng nề và tiêu cực của dịch Covid-19 lên ngành dệt may. Thế nên hôm nay chúng tôi mới mang đến câu chuyện ngành dệt may với câu hỏi liệu ngành dệt may đã quay trở lại hồi phục chưa sau 5 tháng đầu năm 2021. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc nói về hiện trạng ngành dệt may của Việt Nam, cụ thể với 3 điểm chính là ngành dệt may hậu Covid-19, thứ hai là vị thế ngành dệt may Việt Nam trên thế giới, cùng với đó là chuỗi giá trị của ngành dệt may. Như quý vị có thể thấy ở trên biểu đồ ở đây, trong năm 2020 là năm đầu tiên xuất khẩu dệt may đã tăng trưởng âm của Việt Nam. Trước đó ngành dệt may tăng trưởng liên tục trong 10 năm, nhưng năm 2020 giá trị xuất khẩu chỉ còn 30 tỷ đô, tương đương với mức giảm 10% so với năm 2019. Do nhu cầu thu nhập, do nhu cầu tiêu dùng cũng như ảnh hưởng thu nhập, khó khăn vì vận tải, doanh nghiệp phá sản hay hủy đơn lý do tài chính. Mặc dù vậy thì trong 5 tháng đầu năm 2021, ngành dệt may đã có một cú hồi phục rất rõ rệt. Cụ thể, nếu như 5 tháng đầu năm 2020, ngành dệt may chỉ xuất khẩu được 10,6 tỷ đô, tương ứng với mức giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước, thì trong 5 tháng đầu năm 2021, ngành dệt may đã xuất khẩu đến 12,2 tỷ đô, tương ứng với mức tăng 15,8%. Chủ yếu là do thông tin về các gói hỗ trợ kinh tế và các thông tin tích cực về vaccine ở các thị trường trên thế giới, cũng như việc chuyển dịch đơn hàng từ các quốc gia cạnh tranh, ví dụ như Myanmar hay là Pakistan hay Bangladesh, những nước đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và chưa thể đưa được chuỗi sản xuất về như mức trước đại dịch, giúp Việt Nam đón nhận một lượng lớn đơn hàng từ quý 1 năm 2021. Tiếp theo chúng tôi muốn nói đến chuỗi giá trị ngành dệt may ở Việt Nam. Như chúng ta có thể thấy có 5 bước trên chuỗi giá trị ngành dệt may ở Việt Nam, bắt đầu từ sợi bông, xong đến sợi vải, rồi dệt nhuộm, may và cuối cùng là bước phân phối. Thì bước đầu tiên là sợi bông ở Việt Nam, vốn là bước nguyên liệu thô thì ở Việt Nam chỉ đáp ứng được 1-2% nhu cầu nội địa. Lý do là vì Việt Nam không có lợi thế quy mô trồng bông so với các nước khác trên thế giới tiêu biểu như là Mỹ, Trung Quốc hay là Ấn Độ. Năng suất ở Việt Nam chỉ đạt được 400kg bông trên 1 hectare, trong khi ở thị trường như Mỹ, Ấn Độ hay là Trung Quốc, năng suất lên đến 8 hay là 900kg trên 1 hectare. Thứ hai nữa là điều kiện tự nhiên không ủng hộ, cũng như hệ thống nước và máy móc ở Việt Nam không đáp ứng được nhu cầu, vì vậy nên bông nhập khẩu ở Việt Nam chủ yếu là đến từ thị trường Mỹ, 50% số bông, sản lượng bông nhập khẩu ở Việt Nam là đến từ thị trường Mỹ. Tiếp theo là đến bước 2 của chuỗi giá trị, đó là sợi. Như chúng ta có thể thấy trên hình ở đây thì Việt Nam hiện đang sản xuất được 1,8 triệu tấn sợi mỗi năm, nhập khẩu 0,2 triệu tấn nhưng xuất khẩu đến 1,25 triệu tấn. Cho thấy là sợi ở Việt Nam thay vì sử dụng thì lại đi xuất khẩu ở nước khác. Lý do Việt Nam lại xuất khẩu nhiều sợi như thế mặc dù sản xuất được khá nhiều là vì xuất khẩu sợi đem lại lợi nhuận cao hơn cho các doanh nghiệp sợi thay vì bán cho các doanh nghiệp trong nước. Vì doanh nghiệp nước ngoài sẵn sàng mua sợi với giá cao, đặc biệt là sợi tái chế được làm từ hạt nhựa PE. Thứ hai là chi phí vận chuyển rẻ hơn và thời gian vận chuyển cũng nhanh hơn so với cả thị trường nước ngoài hơn là ở Việt Nam. Và thứ ba là đặc thù gia công xuất khẩu, chủ yếu là bên đặt hàng được chọn nguồn nguyên vật liệu. Vì vậy nên doanh nghiệp Việt Nam ở trong nước không được chọn hàng sợi ở trong nước mà phải chọn theo yêu cầu của chủ đặt hàng. Bước tiếp theo trong chuỗi giá trị là dệt nhuộm. Chúng ta có thể thấy ở đây Việt Nam hiện đang sản xuất 3,5 tỷ mét vải mỗi năm, nhưng nhu cầu nhập khẩu lên đến 6,5 tỷ mét vải, cho thấy Việt Nam vẫn chưa tự chủ được dệt nhuộm ở trong nước. Hiện Việt Nam chủ yếu nhập vải từ Trung Quốc với trị giá 600 triệu đô mỗi năm, sau đấy là Đức và Đài Loan, mỗi nước khoảng 300 triệu đô mỗi năm. Chúng ta có thể thấy ở đây nhu cầu của Việt Nam là 10 tỷ mét vải cho mỗi năm,
nhưng Việt Nam phải nhập đến 65% tương ứng với 6,5 tỷ mét vải. Chủ yếu là do máy móc và thiết bị lạc hậu cũng như kỹ năng chưa có, khiến đây trở thành một nút thắt trên chuỗi cung ứng ở giai đoạn dệt nhuộm. Một nghịch lý khi mà Việt Nam có thể tự sản xuất được rất nhiều sợi, nhưng ngược lại thì sợi lại đem đi xuất khẩu, trong khi vải thì lại phải đi nhập. Bước thứ tư của chuỗi giá trị đó là may mặc. Và đây là bước mà Việt Nam có tỷ trọng lớn nhất, khi Việt Nam sản xuất đến 36 tỷ đô mỗi năm, nhập khẩu chỉ có 1 tỷ đô. Và Việt Nam xuất khẩu được 30,5 tỷ đô mỗi năm. Mặc dù vậy thì bước may mặc lại là bước có giá trị gia tăng thấp nhất trong chuỗi giá trị, do kỹ năng không cần nhiều và chỉ cần lao động phổ thông để có thể làm được bước may mặc này. Tiếp theo là chúng tôi sẽ nói đến các phương thức sản xuất chủ yếu, tức là các mô hình kinh doanh của ngành dệt may qua doanh nghiệp. Thì chủ yếu ở đây chúng ta thấy có 5 bước, đó là các bước CMT, OEM, ODM và OBM. Tôi sẽ nói qua một chút về các bước này có nghĩa là gì. Thì CMT viết tắt của Cut, Make và Trim. Đơn giản nhất thì đây là bên dệt may được cung cấp nguyên vật liệu, bản thiết kế và yêu cầu cụ thể khác, mà họ chỉ việc làm công đoạn gia công. Chính vì vậy nên nó có giá trị gia tăng ít nhất trong chuỗi giá trị 1-2%. Tiếp theo đó là bước OEM, viết tắt của Original Equipment Manufacturing. Với OEM thì bước này khác CMT ở chỗ trách nhiệm nhập khẩu nguyên vật liệu và sản xuất là thuộc về doanh nghiệp. Và ở đây thì OEM có hai loại. Một loại là FOB1, tức là mua nguyên vật liệu từ nhà cung cấp do bên đặt hàng chỉ định. Và FOB2 là doanh nghiệp phải tự tìm nguồn nguyên vật liệu. Chủ yếu ở Việt Nam bây giờ các doanh nghiệp thì vẫn đi theo bước FOB1, tức là phải mua nguyên vật liệu do bên đặt hàng yêu cầu. Tiếp theo đó là bước ODM. Bước này là bước thiết kế nhập khẩu, doanh nghiệp được thiết kế nhập khẩu nguyên vật liệu và sản xuất vận chuyển theo đơn đặt hàng. Và cuối cùng là bước OBM, bước nắm được 100% chuỗi giá trị, khi mà doanh nghiệp là đã tự có thương hiệu, tự thiết kế được sản phẩm cũng như tự tìm được nguồn nguyên liệu và hoàn thiện. Vậy nên các quốc gia có nền kinh tế phát triển hơn như Nhật Bản, Trung Quốc hay Hàn Quốc, do chuyển sang sản xuất các mặt hàng có giá trị gia tăng cao hơn, đã chuyển sang bước là cung cấp nguyên liệu thô cho các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực, ví dụ như là Việt Nam hay là Campuchia hay là Bangladesh, để sản xuất may mặc. Nghĩa là họ chuyển các cái bước có hàm lượng lao động cao nhất để sang các nước đang phát triển làm, và họ sẽ lấy miếng bánh có giá trị hơn trong chuỗi giá trị của ngành dệt may. Vì vậy nên cơ hội phát triển của ngành dệt may Việt Nam là sẽ nằm ở các doanh nghiệp OEM và ODM. Như đã nói ở đoạn trước thì chủ yếu các doanh nghiệp dệt may Việt Nam là đang ở bước CMT, tức là chỉ có bước gia công, phải chiếm đến 78% doanh nghiệp ở Việt Nam là đang ở trong bước CMT. Vì vậy, theo khảo sát của mới đây của ERC, tức là Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Lao động, thì đến hơn 60% nhãn hàng là muốn mua trực tiếp từ các nhà cung ứng có thể làm OEM, hay là 30% muốn mua trực tiếp từ ODM. Vậy nên xu hướng về tương lai doanh nghiệp Việt Nam sẽ bắt đầu phải chuyển dần sang mô hình OEM hay ODM, nhằm không chỉ tăng giá trị của đơn hàng mà cũng làm tăng được giá trị gia tăng cho các sản phẩm sản xuất ra. Phần thứ hai của chương trình là chúng tôi sẽ nói đến các yếu tố gây tác động lên ngành dệt may, và cụ thể là chúng tôi đã định hình được 3 yếu tố chính cho ngành dệt may Việt Nam. Thứ nhất đó là lệnh cấm của Mỹ đối với các sản phẩm sử dụng bông từ Tân Cương. Thứ hai là chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Và thứ ba là các hiệp định thương mại tự do. Về vấn đề lệnh cấm của Mỹ đối với sản phẩm sử dụng bông Tân Cương, thì đầu năm nay, cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ có công bố lệnh cấm đối với các sản phẩm có nguồn gốc bông từ Tân Cương. Đơn giản là vì lý do khu vực vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo ở khu vực Tân Cương ở Trung Quốc. Vậy tại sao bước này lại có thể tác động quan trọng lên chuỗi giá trị cũng như là ngành dệt may toàn cầu? Vì bông Trung Quốc đang là nước xuất khẩu bông nhiều nhất thế giới. 23% sản lượng bông là đến từ Trung Quốc. Vùng Tân Cương là vùng đóng góp chính cho bông của Trung Quốc, khi 85% sản lượng bông của Trung Quốc tương đương với 20% sản lượng xuất khẩu bông của Trung Quốc. Vậy nên là nếu lệnh cấm được thông qua, thì xuất khẩu sợi từ thị trường Việt Nam là sẽ có khả năng tăng trưởng trong thời gian tới. Tác động thứ hai lên ngành dệt may của Việt Nam đó là chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng là cơ hội cho Việt Nam để gia tăng thị phần. Như chúng ta có thể thấy ở trên biểu đồ, thì thị phần hàng may mặc xuất khẩu sang Mỹ của Trung Quốc đã giảm dần trong 5 năm vừa qua, khi lập đỉnh ở mức 38%, 36%, xuống còn có 25%, trong khi Việt Nam thì lại đang gia tăng dần tỷ trọng
từ 10% lên đến gần 15%. Chủ yếu là thị phần dệt may xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm là vì Trung Quốc muốn chuyển lên làm các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, cũng như họ không còn tận dụng được chi phí nhân công dệt may với giá rẻ nữa. Và một lý do quan trọng không kém là họ muốn giảm thiểu hoạt động ô nhiễm môi trường khi các công đoạn dệt nhuộm để làm vải là một công đoạn gây ảnh hưởng môi trường khá là lớn. Tất nhiên là chính quyền Tổng thống Biden thì sau khi lên nhậm chức, Tổng thống Biden cũng trái ngược với dự đoán của rất nhiều người thì ông vẫn tiếp tục chính sách của Tổng thống Trump đời trước, đó là tiếp tục gia tăng áp lực lên Trung Quốc. Vậy nên dự kiến là sẽ tiếp tục duy trì áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc. Tác động thứ ba lên ngành dệt may của Việt Nam là cơ hội đến từ các hiệp định thương mại tự do FTA. Hiện tại Việt Nam đang có 3 hiệp định thương mại tự do nổi bật là hiệp định EVFTA, hiệp định RCEP và hiệp định CPTPP. Thì đây là đều là các hiệp định có quy mô lớn với tính chất lâu dài lên đến 20-30 năm và đảm bảo cạnh tranh, phát triển bền vững cũng như có lợi cho tất cả các thành viên tham gia. Thứ hai nữa là các hiệp định đều có lộ trình giảm thuế xuất khẩu về 0%, giúp cho các mặt hàng Việt Nam được hưởng lợi về lâu về dài. Vậy nên sau khi nhìn qua bức tranh tổng quan về ngành dệt may thì chúng tôi muốn mang đến hai mã cổ phiếu chúng tôi cho là cơ hội đầu tư tiêu biểu trong ngành. Đó là cổ phiếu May Sông Hồng mã MSH và cổ phiếu Sợi Thế Kỷ mã STK. Sau đây thì chúng tôi muốn so sánh tương quan các công ty trong ngành dệt may ở Việt Nam hiện tại. Thì như chúng ta có thể thấy ở trên biểu đồ, sau một quý 1 năm 2020 bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid, các công ty dệt may niêm yết ở trên sàn chứng khoán đều đã có mức tăng trưởng hồi phục khá là ấn tượng. Và như thế, không chỉ tăng trưởng lợi nhuận, họ cũng đã tăng trưởng được biên lợi nhuận. Hầu hết các doanh nghiệp thì đều thứ nhất là thích ứng được với dịch Covid-19 thông qua việc quản lý hiệu quả chi phí. Và thứ hai nữa là họ nhận được rất là nhiều đơn hàng do các công ty đặt hàng chuyển dịch từ các nước bị ảnh hưởng bởi Covid-19 sang Việt Nam vốn kiểm soát dịch Covid được từ rất sớm. Các cổ phiếu đầu tiên chúng tôi muốn đề cập đến là mã May Sông Hồng. Thì May Sông Hồng vốn là một công ty được thành lập từ năm 1988 với hoạt động kinh doanh chủ yếu gồm sản xuất hay xuất khẩu các sản phẩm may mặc cũng như sản phẩm chăn ga gối đệm với thương hiệu Sông Hồng. Ngoài ra họ cũng gia công các sản phẩm cho các thương hiệu nổi tiếng. Thì trong lĩnh vực gia công thì công ty là nhà sản xuất theo hợp đồng của các thương hiệu lớn ở quốc tế mà chúng ta đều biết như Gap, New York & Co, Fifth Street và Columbia. Thị trường chính của May Sông Hồng xuất khẩu gồm có Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Canada. Và hiện tại thì doanh nghiệp đang có 6 cơ sở sản xuất ở tỉnh Nam Định với 18 nhà máy và 8 dây chuyền may. Doanh nghiệp đã lên sàn HOSE vào cuối năm 2018. Chúng tôi sẽ phân tích cổ phiếu May Sông Hồng theo mô hình 4M, đó là phân tích về vĩ mô, lợi thế cạnh tranh, ba lãnh đạo cũng như là những cái catalyst giúp doanh nghiệp tăng trưởng trong ngắn hạn. Về vĩ mô, chúng tôi thấy năm 2021 thì do chuỗi sản xuất phục hồi với đơn hàng đã bắt đầu được tăng trở lại nên là kim ngạch xuất nhập khẩu ngành dệt may kỳ vọng là sẽ tăng trưởng rất là tốt trong năm nay. Hơn nữa là các ngành dệt may của các nước khác trên thế giới là vẫn đang bị ảnh hưởng khá là mạnh bởi dịch Covid-19 như Ấn Độ hay là Myanmar. Vậy nên sẽ có lợi cho các công ty sản xuất và xuất khẩu dệt may của Việt Nam. Về lợi thế cạnh tranh thì May Sông Hồng là nằm trong top 10 công ty may mặc Việt Nam có quy mô lớn nhất với đến 20 xưởng may và gần 10.000 công nhân, cũng như là doanh nghiệp có biên lợi nhuận gộp cao nhất ngành tương đương với mức 21,1%. Ngoài ra thì định hướng tăng tỷ trọng F&B của họ cũng giúp họ trong tương lai là sẽ tăng biên lợi nhuận và đáp ứng các quy tắc xuất xứ của các hiệp định thương mại. Vì F&B ước tính là chiếm đến tỷ trọng 74% cơ cấu doanh thu của May Sông Hồng. Về ban lãnh đạo, chúng tôi có thể thấy là nhờ cơ cấu cổ đông cô đặc với tỷ lệ sở hữu 35% của gia đình chủ tịch Bùi Đức Thịnh, cũng như là có công ty FPTS có mối quan hệ khá là thân thiết với gia đình ông Thịnh, nên ban lãnh đạo của May Sông Hồng chiếm phần lớn cơ cấu sở hữu May Sông Hồng và có thể định hướng được công ty về lâu về dài. Cũng như là ban lãnh đạo này có kinh nghiệm rất là lâu năm khi gia nhập ngành từ năm 1988. Chúng tôi cũng thấy là chính sách trả cổ tức ổn định tương đương với tỷ lệ 7,2 đến 8,1% của năm của May Sông Hồng cũng là một điểm tích cực
cho ban lãnh đạo. Về các catalyst tiềm năng để tăng giá cho công ty, chúng tôi thấy có những điểm tích cực như sau. Như bắt đầu từ tháng 3 năm nay, công ty may Sông Hồng đã bắt đầu khởi công xây dựng một nhà máy mới nhất, và dự kiến là sau 6 tháng nhà máy đã bắt đầu có thể sản xuất đơn hàng và tạo ra doanh thu. Cùng với đó, năm 2021 là có đến 1.500 công nhân làm việc, tương đương với 55% công suất. Tuy nhiên đến quý 2 thì đã đạt đến 2.500 nhân công, tăng gần gấp đôi. Hơn nữa là khoản nợ xấu của công ty may Sông Hồng với công ty New York & Co. ở Mỹ thì dự kiến sẽ thu hồi được 37% giá trị. Trước đó thì công ty New York & Co. đã phá sản, khiến may Sông Hồng phải trích ra một khoản dự phòng cho khoản nợ xấu này. Dự kiến là công ty sẽ hoàn nhập được 49 tỷ trong quý 2 và tương đương với 70% lợi nhuận trước thuế của quý 2 năm ngoái. Kết quả kinh doanh quý 1 năm nay của công ty may Sông Hồng cho thấy công ty đạt doanh thu đến gần 950 tỷ và lợi nhuận sau thuế 92 tỷ, tăng đến hơn 40% so với quý 1 năm 2020 và đã hoàn thành đến 27% kế hoạch lợi nhuận của năm. Dự kiến là trong năm nay, tổng doanh thu của công ty may Sông Hồng là sẽ được gần 4.700 tỷ, tương đương với mức tăng hơn 20% so với năm ngoái, và lợi nhuận sau thuế là 460 tỷ, tương đương với mức tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Vì vậy nên giá mục tiêu của chúng tôi là 75.000 đồng với PE forward là 8,2, tương đương với upside 18% cho giá hiện tại của may Sông Hồng. Mặc dù vậy thì có một số rủi ro cần lưu ý là rủi ro khách hàng phá sản, như chúng ta đã biết khi công ty New York & Co., đối tác rất lớn của may Sông Hồng, đã phá sản khiến may Sông Hồng phải trích lập dự phòng. Và thứ hai nữa là chi phí đầu vào có thể tăng do giá bông thế giới tăng mạnh. Do siêu chu kỳ hàng hóa thế giới đang diễn ra, giá cả hàng hóa thế giới đều tăng rất là mạnh. Và thứ hai nữa là Việt Nam thì chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu dệt may từ nước ngoài, vậy nên biên lợi nhuận của may Sông Hồng cũng có thể bị ảnh hưởng. Mã cổ phiếu thứ hai mà chúng tôi muốn đề cập đến đó là mã STK của công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ. Thì hiện tại hoạt động sản xuất chính của công ty Sợi Thế Kỷ đó là sản xuất sợi tơ tổng hợp dệt kim với tổng công suất lên đến 60.000 tấn sợi một năm. Công ty hiện có hai nhà máy ở Củ Chi và Tây Ninh với hơn 1.000 nhân viên. Các sản phẩm chính của công ty hiện tại đó là sợi POY, sợi DTY và sợi FDI, là cung cấp cho các thị trường châu Âu, chủ yếu là ở Thổ Nhĩ Kỳ và các nước ở châu Á. Ngoài ra thì công ty cũng có hợp đồng với tập đoàn Unify của Hàn Quốc để trở thành nhà sản xuất nhượng quyền dưới thương hiệu Reprieve, tức là sản xuất sợi tái chế và cung cấp cho nhiều nhãn hàng trên thế giới. Thì ở đây về phần vĩ mô, chúng tôi thấy có các yếu tố tích cực như là các quy tắc xuất xứ hay được gọi là Rules of Origins ở trong các hiệp định thương mại tự do là các yếu tố hỗ trợ dài hạn cho ngành sợi của Việt Nam để phát triển. Hơn nữa là nhu cầu về sợi tái chế đang gia tăng trên thế giới do nhu cầu cũng như là mong muốn của nhiều nhãn hàng để trở thành các hãng thời trang xanh. Như chúng ta có thể thấy ở đây thì tăng trưởng kép với sợi PFY tái chế toàn cầu đã đạt khoảng 30% trong giai đoạn 2017-2019. Cũng như vậy thì Bộ Công Thương cũng đã có những động thái điều tra để áp thuế chống bán phá giá lên các mặt hàng từ Trung Quốc, giúp ngành sợi ở Việt Nam được ảnh hưởng. Ngành sợi Việt Nam được hưởng lợi, xin lỗi. Mặc dù vậy thì điểm tiêu cực vĩ mô đối với ngành sợi ở Việt Nam là các công ty xuất khẩu sợi ở Việt Nam thì có khả năng bị kiện chống bán phá giá ngược lại ở các thị trường nước ngoài. Về lợi thế cạnh tranh thì chúng tôi đánh giá Sợi Thế Kỷ có những điểm tích cực, như là công ty đang nắm giữ thị phần đứng thứ hai ở Việt Nam về sợi tái chế trong năm 2020. Họ cũng được hưởng lợi bởi tệp khách hàng rất là lớn và đều là các nhãn hàng thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu như là Nike hay Adidas. Chủ yếu là vì tệp khách hàng này đều là các thương hiệu nằm trong nhóm ZHDC, là một nhóm các nhà bán lẻ cũng như nhãn hàng cam kết là thân thiện với môi trường và mang tính định hướng tương lai cho ngành dệt may là không sử dụng các sản phẩm được làm từ các sản phẩm hóa chất độc hại. Thì Sợi Thế Kỷ đã được cấp chứng nhận một chứng chỉ gọi là OECOTEX 100, tức là chứng nhận sản phẩm không thải ra hóa chất độc hại ra môi trường. Vì vậy nên họ là một đối tác được rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng toàn cầu tìm đến hợp tác. Ngoài ra thì họ có một thế mạnh là sản xuất sợi tái chế có biên lợi nhuận cao hơn. Nếu mà chúng ta nhìn vào cơ cấu doanh thu của Sợi Thế Kỷ, tỷ trọng doanh thu từ sợi tái chế năm ngoái lên đến 45%, trong khi giá của sợi tái chế cao hơn sợi nguyên sinh đến 70% và 80%. Và thứ ba nữa chúng tôi thấy tích cực
là mảng nhựa tái chế có rào cản gia nhập ngành khá là cao. Thứ nhất là do quy trình kiểm tra về rất là nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm. Thứ hai nữa là nguồn cung hạt nhựa PE dùng để tái chế rất là khó kiếm. Và thứ ba là bí quyết sản xuất cũng như cách làm khó có thể học được trong thời gian ngắn. Mặc dù vậy thì chúng tôi đánh giá có một số điểm tiêu cực, như là sợi tiểu kỷ bây giờ vẫn đang phụ thuộc phần lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, như chúng ta có thể thấy ở chuỗi giá trị trước tôi đã nói về. Thứ hai nữa là họ đang thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn cao, khi chủ yếu nhân công bây giờ chỉ là nhân công phổ thông, tức là công nhân làm gia công. Và thứ ba nữa là họ chịu ảnh hưởng bởi tỷ giá, khi mà các đối tác đều trả đơn hàng cho họ bằng tiền đô thay vì tiền Việt. Về ban lãnh đạo, chúng tôi đánh giá đây là một ban lãnh đạo khá là tích cực, khi phần lớn sở hữu cơ cấu sở hữu cổ đông của sự thế kỷ được chi phối bởi thành viên của gia đình sáng lập, đó là ông Đặng Triệu Hòa. Thứ hai nữa là họ cũng có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực sản xuất sợi, và họ đều cam kết trả cổ tức tối thiểu là 4% một năm. Vậy tiềm năng tăng giá của sợi thế kỷ chúng tôi đánh giá là sẽ nằm ở các yếu tố như biên lợi nhuận gộp kỳ vọng là sẽ tăng do tăng tỷ trọng sợi tái chế. Thì ở năm 2020, sợi tái chế trong cơ cấu doanh thu của sợi thế kỷ chiếm 45%, nhưng dự báo thì sẽ tăng lên đến 57% trong quý 1 năm nay, lên đến 74% vào năm 2023. Và mục tiêu là sẽ 100% doanh thu là đến từ sợi tái chế trong 5 năm tới. Thứ hai nữa là công ty có tình hình tài chính khá là lành mạnh cho chu kỳ đầu tư cơ bản mới của sợi thế kỷ, khi mà nợ trên vốn chủ sở hữu của sợi thế kỷ hiện tại chỉ ở mức 5%, là mức khá thấp so với cả ngành dệt may. Cộng với đó là công ty cũng có kế hoạch mở rộng thêm nhà máy và tăng công suất cho công ty, cụ thể là dự án nhà máy Unitex với công suất 60.000 tấn một năm. Thì giai đoạn 5 năm tới của sợi thế kỷ dự báo tăng trưởng kép hàng năm doanh thu dự kiến là sẽ khoảng 20%, và tăng trưởng kép hàng năm đối với lợi nhuận sau thuế sẽ là khoảng 15%. Trong năm 2021 thì dự kiến kế hoạch doanh thu của sợi thế kỷ sẽ là 2.350 tỷ, tương đương với mức tăng hơn 22% so với cả năm ngoái, và 260 tỷ đối với lợi nhuận sau thuế, tức là mức tăng gần như gấp đôi so với cả năm 2020. Như vậy nên giá mục tiêu của chúng tôi đối với sợi thế kỷ là 45.000, với P forward khoảng 11,8, tương đương với upside 15% tại giá hiện tại. Mặc dù vậy thì có một số điểm tiêu cực, một số điểm cần chú ý đối với sợi thế kỷ cho tiềm năng tăng giá cổ phiếu, đó là chi phí lãi vay sẽ bắt đầu tăng trở lại do dự án xây nhà máy Unitex trong giai đoạn 5 năm tới. Dự án này cần đầu tư rất là nhiều, lên đến 120 triệu đô. Sau đây tôi sẽ chuyển sang phần phân tích kỹ thuật với chuyên gia phân tích kỹ thuật của Trung tâm Tư vấn Đầu tư. Kính chào quý vị nhà đầu tư, thì vừa rồi bạn Khôi đã chia sẻ với quý vị nhà đầu tư về câu chuyện cũng như cái tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu May Sông Hồng và cổ phiếu Sợi Thế Kỷ. Thì tiếp theo thì mình sẽ cùng đi qua về phân tích kỹ thuật của hai cổ phiếu này để chúng ta có một cái nhìn tổng quát, và cũng như cũng cung cấp cho chúng ta cái thời điểm có thể mua vào cổ phiếu này cũng như cái mức giá kỳ vọng của cổ phiếu này trong thời gian tới. Thì trước tiên chúng ta cùng đi xem cái cổ phiếu May Sông Hồng, mã cổ phiếu MSH. Thì hiện tại cổ phiếu này, anh chị có thể nhìn thấy cổ phiếu này sau một cái thời gian mà cổ phiếu lên sàn từ năm 2019 đã có một nhịp tăng khá tốt, và sau đó là điều chỉnh mạnh, và cũng trùng với cái thời điểm mà dịch Covid 19 2019 xảy ra, và cổ phiếu đã tạo được đáy thành công và tăng từ cái giai đoạn tháng 11 năm 2020 và bắt đầu chu kỳ tăng mới trở lại, và đã đạt được mức giá hiện tại đang quay vùng giá 64. Đặc điểm của cổ phiếu May Sông Hồng thì các quý vị cũng nhìn thấy rằng là cái khối lượng giao dịch của cổ phiếu này hiện khá thấp, khi mà trung bình 20 phiên của giao dịch của cổ phiếu này theo tuần hiện tại nằm ở khoảng 290.000 cổ phiếu trong một được khớp lệnh trong vòng một tuần. Do đó cái
đây là cái sai lệnh mà khi mà nhà đầu tư tham gia cổ phiếu này cũng rất cần lưu ý, bởi vì khối lượng giao dịch nó cũng là một trong cái cản trở khá lớn cho cái việc mua bán ở những cổ phiếu mà nó có những mức thanh khoản nó thấp và như thế này. Thì về xu hướng thì chúng ta đã kiểm tra rằng thế giới, chúng ta đã kiểm tra rằng Mai Xung Hồng đã đang trong một cái xu hướng tăng giá, và hiện tại cổ phiếu đã vượt cái vùng đỉnh cao lịch sử của cổ phiếu quanh vùng giá 5 năm. Do đó bây giờ chúng ta chỉ cần kiểm tra và chúng ta tìm một cái điểm vào ngắn hạn cho cổ phiếu này. Gần đây chúng ta thấy rằng là cái cổ phiếu, cái khối lượng giao dịch của Mai Xung Hồng đã tăng trở lại khá tốt trong thời gian gần đây. Cụ thể rằng là cái khối lượng giao dịch đã được cải thiện rất nhiều khi mà có những phiên khối lượng khớp lệnh được đạt hơn 300.000 cổ phiếu trong một phiên và tiếp tục duy trì ở mức trên mức trung bình 20 phiên giao dịch. Thì đây là một tín hiệu mà tích cực cho cổ phiếu này khi mà trước đó cái khối lượng của cổ phiếu này giao dịch gần như là không có. Chứng tỏ rằng là trong ngắn hạn hiện tại cổ phiếu này đang thu hút được cái quan tâm của nhà đầu tư, thể hiện qua việc khối lượng giao dịch và mức độ biến động giá trong các phiên giao dịch gần đây. Đây chúng ta nhìn thấy chúng ta có 6 phiên tăng giá, trong đó chỉ có một phiên điều chỉnh giảm và khối lượng giao dịch cũng khá là thấp. Thế thì bây giờ câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ chờ và mua cổ phiếu này ở vùng giá nào? Với những cổ phiếu thanh khoản ở mức giao dịch ở dưới 100.000 cổ phiếu này thì chúng ta sẽ ưu tiên mua cổ phiếu vào những cái phiên mà cổ phiếu điều chỉnh theo thị trường chung. Bởi vì nếu mà chúng ta mua trong cái phiên mà cổ phiếu tăng giá mạnh thì chúng ta sẽ rất khó để mua được một mức giá tốt. Do đó chúng tôi kỳ vọng rằng trong thời gian tới có thể một cái vùng mua đề xuất của cổ phiếu Mai Xung Hồng sẽ nằm ở đâu đó quanh vùng giá 58 đến 60 cho cổ phiếu này. Vùng giá 60 là cái vùng mà quý vị có thể cân nhắc mua vào nếu cổ phiếu này điều chỉnh trong vài phiên sắp tới, và kỳ vọng cái giá kỳ vọng cho cổ phiếu này sẽ nằm ở vùng giá quanh 75.000 cho cổ phiếu này, và đó là mức giá mục tiêu cho Mai Xung Hồng trong thời gian tới. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi kiểm tra tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu Sợi Lý Kỳ. Cũng giống như cổ phiếu Mai Xung Hồng thì Sợi Thế Kỷ cũng đã vượt đỉnh cao nhất lịch sử quanh vùng giá 24 và đã có một cái nhịp tăng giá khá tốt trong được cuối năm 2020, đạt hiện tại đang đạt mức giá 40.000 đồng cổ phiếu. Đây cũng là một cổ phiếu có cái khối lượng giao dịch cũng khá thấp khi mà trung bình 20 khối lượng của một khớp lệnh của một tuần, nó đâu đó nó chỉ khoảng tầm 300-400.000 cổ phiếu trong vòng một tuần. Sau đó cái quý vị nhà đầu tư khi giao dịch cổ phiếu này cũng cần chú ý đến yếu tố này. Và kể từ cuối năm 2020 thì cổ phiếu này đã có một cái xu hướng tăng giá khá là bền khi mà luôn luôn tạo ra được một cái xu hướng tăng giá trong cái giai đoạn từ tháng 11 2021. Đến thời điểm hiện tại cổ phiếu đã vượt qua một cái vùng giá khá quan trọng, mà trước đó cổ phiếu đã gặp cái vùng kháng cự khá mạnh vùng này, đó là vùng giá quanh 36, và sau đó cổ phiếu đã tăng mạnh lên vùng giá 40. Thì hiện tại cái vùng giá mà có thể cân nhắc mua vào cho cổ phiếu Sợi Thế Kỷ trong thời gian sắp tới thì quý vị nhà đầu tư có thể cân nhắc ở vùng giá 36. Đây chính là cái vùng mà cổ phiếu đã vượt qua trước đó, chính là cái vùng mà mình có hoàn toàn có thể kỳ vọng mua vào nếu cổ phiếu quay lại điều chỉnh vùng giá này. Và cái mục tiêu cho cổ phiếu này trong thời gian tới nó sẽ nằm ở vùng giá quanh 44-45.000 cho một cổ phiếu. Lưu ý một chút là những cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu có thanh khoản khá thấp, khoảng tầm chưa đến 100.000 cổ phiếu trong khớp một phiên. Do đó cái giao dịch và cái hoạt động mua bán của cổ phiếu này nó cũng sẽ là khá là khó để có thể giao dịch, và quý vị cũng phải lưu ý về góc độ cái size lệnh của mình, khối lượng giao dịch của mình để nó phù hợp với cái tình trạng thanh khoản thấp ở cổ phiếu này.
Thì trên đây là cái quan điểm kỹ thuật của về hai cổ phiếu may Sông Hồng và Sợi Thế Kỷ. Tiếp theo thì bạn Khôi sẽ tổng hợp lại những cái ý chính của cái buổi ngày hôm nay. Cảm ơn anh Linh vì phần phân tích kỹ thuật cho hai cổ phiếu Sợi Thế Kỷ và may Sông Hồng. Tôi muốn tổng kết lại những gì chúng ta đã nói về hôm nay, đó là ngành dệt may đang bắt đầu hồi phục trở lại với những dấu hiệu tăng trưởng rất là tích cực cho các doanh nghiệp dệt may đang được niêm yết trong nước. Với cổ phiếu may Sông Hồng và Sợi Thế Kỷ, các bạn có thể mua vào ở giá 60.000 cho may Sông Hồng và 36.000 cho Sợi Thế Kỷ, với mức giá mục tiêu là 75.000 cho may Sông Hồng và 45.000 cho Sợi Thế Kỷ. Xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình Tiêu điểm đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VNREX, được thực hiện bởi Trung tâm Tư vấn và Đầu tư, và xin hẹn gặp lại.